Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên thì Diễm Quỳnh xin được phép thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, do được cục diện tam hợp với nguyệt lệnh cho nên trong tháng 12 đường tài lộc của tuổi Thìn vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ có các tinh nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo, yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Và con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Vậy thì cụ thể vận trình của người tuổi Thìn như thế nào trong tháng 12 âm lịch thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video chi tiết của chúng tôi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Thìn trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt trong tháng này. Một phần lớn là nhờ các bạn đã không ngừng cố gắng nỗ lực khắc phục những khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Con giáp này luôn hăng hái khi bắt tay vào công việc và thái độ đó khiến bạn chẳng hề ngại ngần trước khó khăn. Bạn biết rằng khó khăn chính là cơ hội tốt để mình rèn luyện bản thân cũng như khẳng định vị thế của mình. Bên cạnh đó, vẫn có một số khó khăn sẽ xảy ra với bạn. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ khó có thể bứt phá trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Đối với những người tự kinh doanh hoặc là doanh nhân tuổi Thìn thì bạn không nên cầu thả, phải cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn đối tác, đặc biệt là khi ký kết thỏa thuận hoặc là hợp đồng với ai đó. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vào tháng 12 âm lịch, tin vui là tài vận trong tháng của tuổi Thìn khá ổn định. Việc thu chi khá cân đối nên bạn không cần lo lắng quá nhiều. Tiền bạc của bản mệnh tiếp tục duy trì ở mức độ ổn định so với tháng trước. Những người trẻ tuổi có ý định đầu tư khởi nghiệp nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Tuy nhiên đã là tháng cuối năm cho nên bạn cần phải lên kế hoạch sang đầu năm sau thì tốt hơn. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi Thìn trong tháng 12 âm lịch về sức khỏe không được tốt, nhất là về vấn đề liên quan tới đầu óc như nhức đầu, mất ngủ, các bệnh liên quan tới hệ thần kinh. Với những nam gia chủ tuổi Thìn cần phải chú ý đến các bệnh nội tiết, đặc biệt là thận. Ngoài việc đi khám tổng thể thì các gia chủ cũng cần phải chú ý đến sinh hoạt hàng ngày, rượu bia và các chất kích thích cần phải tránh để không tích tụ bệnh lâu dài ảnh hưởng đến con đường phát triển của gia chủ. Các gia chủ tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên gia chủ tuổi Thìn không có nhiều biến động trong điểm tháng 12 này. Đa số, lứa đôi đều ở bên cạnh nhau một cách hòa bình, không có nhiều mâu thuẫn xảy ra. Dù có tranh cãi, cũng có thể giải quyết một cách êm đẹp. Một số người tuổi Thìn độc thân sẽ khá nổi tiếng với những người khác giới và có nhiều người ngưỡng mộ và từ đó thì bạn có thể gặp được đúng người để bắt đầu một mối quan hệ. Những gia chủ tuổi Thìn có vẻ đẹp về ngoại hình nhưng tính cách lại khá rụt rè nhút nhát nên bạn cần phải chủ động hơn trong việc đặc biệt là chuyện tình cảm nếu có một kết thúc viên mãn trong tháng này. Đừng để tình cảm quá ảm đạm và như vậy thì bạn sẽ không còn có nhiều cơ hội để thay đổi nữa đâu ạ. Tử vi của từng tuổi Thìn trong tháng 12 âm lịch năm 2021, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Đối với các gia chủ tuổi Canh Thìn trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử phù hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Trong tháng này, những người sinh năm 2000 được dự đoán là sẽ học hành tấn tới, thành tích học tập, tiến độ vượt bậc. Và chính vì vậy, những người tuổi này nên tranh thủ cơ hội học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, trong tháng này, người tuổi này cũng gặp được quý nhân giúp đỡ.
tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Người tuổi Mậu Thìn gặp được nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội, thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Người tuổi này cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Và nếu có cơ hội, có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường, bạn có thể kiếm thêm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc. Những người còn độc thân có thể được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng khuyên bạn không nên đi quá đến những quyết định quá vội vàng mà nên suy nghĩ thật cẩn thận và quan sát kỹ càng. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Trong tháng 12, người tuổi Bính Thìn gặp phải nhiều chuyện cần phải suy nghĩ và áp lực công việc, thành tích không được lý tưởng, dễ phải giải quyết những chuyện phức tạp liên quan đến khách hàng, mâu thuẫn và mâu thuẫn với lãnh đạo. Quan hệ xã giao không được thuận lợi, đặc biệt là sau lưng bạn luôn có những kẻ tiểu nhân bàn tán chuyện thị phi. Trong công việc, dễ xảy ra sai sót khiến cho cơ thể phải chịu mệt mỏi. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận thế của người tuổi Giáp Thìn cực kỳ vượng. Quý nhân trợ giúp cũng giúp bạn có được những hướng đi tích cực trong sự nghiệp và giải quyết được nhiều khó khăn tồn tại trước mắt, khiến bạn không phải chịu đựng nhiều áp lực trong công việc. Tình hình tài chính của bản mệnh không quá khả quan, vì thế những ai có ý định đầu tư thì không nên nóng lòng muốn thu lợi trước mắt. Và trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định nào, cần phải phân tích rõ ràng những mặt lợi hại, đồng thời lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, không nên tự mình đưa ra quyết định. Tuy nhiên, đối với tuổi Giáp Thìn, ở độ tuổi này, sự nghiệp hay tài lộc không còn là vấn đề cần được quan tâm nhiều nữa. Gia chủ đã trải qua hơn nửa đời người vất vả và bươn chải với cơm áo gạo tiền. Thời gian này chính là khoảng thời gian tốt để gia chủ quan tâm đến sức khỏe và gia đình. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn trong tháng khá ổn định. Chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý và không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021 tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Thìn trong tháng 12 âm lịch này thì cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 12 năm 2021, tức ngày 9 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 12 năm 2021, tức ngày 21 tháng 1 năm 2022, dương lịch có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Thìn trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 12 năm 2021, tức ngày 8 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 12 năm 2021, tức ngày 20 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng. Để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình của bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày đẹp, giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, gia chủ tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu: thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong cuộc sống.
khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Thìn trong tháng 12 âm lịch, và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị trước khi rời đi cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để có thể nhận thông báo từ chúng tôi mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại.